Anh ơi, muốn gặp anh gặp chủ thuê. À, thuê này á? Thuê này là thuê rồi. Họ thuê cái này họ đặt cọc rồi. Cái này đặt cọc tiền rồi. Đặt cọc bao nhiêu hả? Họ đặt cọc là thuê rồi, là thuê bao nhiêu hả? Thế này là thuê thật. Thế bác nói ở đâu còn? Bác ở bên kia nha, nếu mà anh thuê đâu có cái nhà bên đó. Bên nào? Hết tháng thì... Ở bên nào bác? Cũng dãy này à? Cũng nhà này à? Vâng. Nhà này hết. Quay là quay mặt bên kia. Nhà thuê của tư nhân hay là thuê của người? Thuê tư nhân thuê lại chứ đây không có thuê nhà nước đâu. Nhà nước người ta bán cho các cái hộ dân mà người ta chưa có nhu cầu ở, người ta thuê lại chứ không có nhà nước cho thuê nhà đâu. À, tức là đi thuê lại của những người mà người ta. Đúng, thế còn nhà nước làm gì mà? Nhưng mà những đối tượng đấy chơi mình đang ở, nó đuổi mình sao? Dạ. Mình trả tiền đâu, một năm muốn ở một năm công tác ở trong này. Mình ký hợp đồng với cái chủ nhà người ta nhé, người ta đã nhận tiền mình rồi thì người ta phải cho thuê chứ. Một năm người ta đuổi đi sao? Người ta có nhu cầu người ta cho thuê một năm thì người ta nhận tiền mình một năm, người ta cho thuê một năm. À. Chứ còn đây mà nhà nước là không ở đây không phải thuê nhà nước. Không. Thuê nhà nước thì chỉ có vài trăm một tháng thôi, tùy theo tầng. Nhưng mà không phải là ai cũng thuê được. À. Dân ở đây người ta thuê. Thuê chính chủ đấy à? Thuê chính chủ đấy. Mà chính chủ là người Đà Nẵng đấy à? Chính chủ người Đà Nẵng. À. Họ là chủ hộ của nhà. Thế là chính xác là 3 triệu mấy? 3,6. Anh dẫn cho em xem được không? Bây giờ tôi đi rồi. Không có gì đó. Bây giờ như này. Em thì em lại có một cái việc là chiều nay em lại đi ra ngoài kia mất. Ê, nhưng mà nhưng nếu đồng ý thì không, em tôi có cái người nó thuê nó hết tháng 7 đấy mới trả. Hôm nay là ngày 20. 10 ngày nữa nó mới trả. Đó nếu mà nhớ mà em trả tiền 1 năm luôn. Nếu mà anh nhớ thì anh lấy số ấy đi, số điện thoại. Số bao nhiêu anh đọc cho em xem. 0905 281 869. Vâng. Tên là gì vậy? Máy của tôi đây này. Tên à, của anh à? Vâng.